đúng không? Không phải vậy mới được chứ. Hay là gọi cho Raymond Gamer cùng đi. Được thôi, no rồi, giờ hoạt động cho tiêu. Nè, tiêu nổi không đó? Không tiêu thì cũng phải tiêu. Chút nữa thua đừng khóc nha. Ai mà thua cậu chứ? Chơi luôn. Tôi với cậu quyết đấu ai thua nằm đất. Được rồi, chơi. Có chuyện gì vậy? Anh Tuấn à. Anh Tuấn, mời ngồi. À, cứ để đó cho tôi. Anh em không khách sáo làm gì chứ? Cảm ơn Giang. Sao hả? Mấy người đó còn làm phiền cậu không? Cảm ơn anh Tuấn, chắc là không còn dám tới nữa đâu. Đám người đó đúng là không biết điều mà. Tự ý tôi đã đứng ra dàn xếp vụ này rồi. Cũng biết là lần này là tôi nhiều chuyện, cậu không buồn tôi chứ? Anh Tuấn nói đúng, lẽ ra chuyện này không cần thiết lắm. Đúng chứ sao không. Hạ người này á, không nên đuổi giết một lần, để dành từ từ hành hạ mới vui chứ. Hả? Nói chung cũng chỉ vì muốn kiếm tiền. Quan trọng nhất là đừng cản trở công việc. Mọi phiền phức không đáng kể. Đúng đó. Từ nay tôi phải theo anh Tuấn học hỏi thêm. Xin mời. Xin mời. Nè, tới lâu chưa vậy? Mới tới thôi. Có đẹp không? Đẹp. Anh bạn nó tặng em hả? Phải đó. Anh đó là ai vậy? Là bạn đồng nghiệp, em có nói với anh rồi mà. Nãy hai người nhỏ to gì vậy? Anh muốn rủ em đi ăn cơm tối, xem phim, xong rồi đi karaoke tới sáng luôn. Em đã từ chối rồi. Ủa, em chưa nói với hắn là em có bạn trai rồi hả? Em có nói rồi, nhưng ảnh kêu không có ngại. Thanh niên bây giờ không có biết mắc cỡ là gì hết à? Bạn gái của anh có người đeo đuổi, lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ. Ảnh còn nói cho dù em có chồng, ảnh cũng sẽ đeo đuổi em. Còn em cũng có quyền để người khác đeo đuổi. Nhìn mặt là biết cái dạng nịnh hót rồi. Em làm chung với dạng người như hắn không có thấy chán hả? Mai đừng có đi làm nữa. Em không làm nữa, anh nuôi em nha, đi về thôi. Đi đây, để ra phía sau đi. Em cứ tưởng anh sẽ giận quăng bó hoa của em đi chứ. Tội gì phải quăng, mang tới tiệm hoa bán lại để cho họ làm vòng hoa điếu luôn. Anh kỳ thiệt đó. Kỳ gì? Hạng người dẻo mỏi như hắn, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh tơi bời. Em không được đi chung với hắn. Không thôi đó, em sẽ bị họa lây luôn đó, em biết chưa? Còn cười nữa hả? Em không cười nữa, không cười nữa đâu. Nè, thú chưa? Bây giờ không phải là tôi sợ. Là nổ thật thôi. Chưa mắc đó, gì tôi phải sợ đúng không? Tôi nghĩ cái cần gạt đó đi nữa. Nè. Ơi nè. Nãy giờ mấy cậu có nghe tôi nói gì không? Thì có liên quan gì tụi này chứ? Người ta tặng bó hoa cho bạn gái của cậu, liên quan gì tới tụi tôi? Nè, anh hai và tụi tôi thực sự không muốn biết đâu. Nếu hắn ta làm cậu trước mắt thì cứ việc bỏ chút tiền mướn người đánh hắn đi. Nếu không thì nhờ bọn công đồ đâm cho hắn vài nhát. Theo tôi cậu nên vui mới phải chứ. Tại vì bạn gái của cậu còn trẻ đẹp nên mới có người theo đuổi. Điều đó chứng tỏ cậu có mắt nhìn người. Anh nói cũng đúng. Bây giờ tôi không có nói là cái thằng đó trước mắt hay không. Chuyện của ai người đó biết thôi, đúng không? Tôi thì không giống mấy cậu, tôi cũng đâu phải là hàng dừa. Ai như mấy cậu toàn có lòng mỏng có sức, cho nên thấy tụi trẻ là chạy xa. Vậy thì sao hả? Chuyện Lý Đồng được theo đuổi không phải là của tụi tôi. Tụi tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Chỉ còn một cách duy nhất thôi, là cậu mau cưới cô về nhà đi, rồi quỷ nhan của cổ, nhốt cổ trong nhà. Như vậy không phải sợ gì hết á. Thì tôi cũng đã nghĩ tới rồi. Trời đất ơi. Trời, cậu biến thái tới mức này hả? Có tin tôi còng cậu không? Ý tôi nghĩ là sẽ cưới Lý Đồng đó. Nói thì dễ quá rồi, việc gì cũng cần phải hành động chứ. Mắc cái gì phải nghĩ, làm vợ là chắc rồi còn gì. Nè, bạn gái là khác, còn làm vợ lại khác nữa. Thì tất nhiên là khác, nhưng mà sao? Nè, nếu như mà hôm đãi tiệc đi, vô tới nhà hàng, ông quản lý, ông bắt tay cũ, ông nói là nhìn thấy quen quen. Đúng thiệt là quen đó, quen ở quán bar. Vậy mấy cậu nói tôi nghe đi,
mặt mũi của tôi để đâu đây? Gì đó, nói đi nói lại cũng là một chữ ngại. Không phải là tôi ngại, nhưng đây là chuyện thực tế mà, tôi không lo đâu có được. Nè Xuân à, cậu nghĩ vậy là sai đó nghe. Nè, cậu biết xuất thân của Lý Đồng, không có ai chỉ súng vô đầu buộc cậu lấy cổ mà. Nếu như cậu đã quyết định yêu cổ rồi thì cũng đã dự trù sống chung với cổ. Không sao, mặc dù sẽ ngại một chút thì sao, vấn đề là cậu có yêu cổ thật lòng hay không thôi. Cậu nói cũng đúng, nhưng mà yêu đâu có nhất thiết phải chịu đựng nhau chứ. Thì đúng rồi, không chỉ riêng ông quản lý trong nhà hàng đâu, không chừng hôm đi đăng ký kết hôn ai cũng nháy mắt cổ hả, thì ta cũng là chỗ quen biết. Hoặc là dẫn cổ đi xem bóng đá, có 40 mấy ngàn khán giả, trong số đó có 30 mấy ngàn người nói quen biết cổ, không tính sao đây. Dạ, cô làm gì không được đâu nha, chưa cứ người ta về đã chê này chê nọ hết rồi. Anh nói gì vậy anh Bân? Anh nói tôi như kẻ bạc tình không bằng vậy đó. Tôi đã nói rồi, yêu với chịu đựng á là hai chuyện khác nhau, khác hẳn nhau. Tôi thì mang vấn đề ra giải quyết đơn giản. Cậu tự hỏi bản thân mình trước đi, là thiếu Lý Đồng cậu sống được không? Nếu như mà được thì vị trí của cổ trong lòng cậu không có quan trọng lắm. Nếu không được, tôi chắc chắn không cần nói, cậu cũng biết. Tụi tôi đang nói yêu. Chuyện này chắc cậu không có hiểu đâu, nhưng mà tụi tôi cũng phải nói hả? Yêu là phải hiến dâng, yêu là phải bao dung, yêu là phải rộng lượng. Nếu cậu đã thông suốt rồi thì không còn vấn đề gì nữa, đừng có suy nghĩ nữa. Với lại chắc gì cậu chịu làm vợ cậu. Ngủ sớm đi, nhiều chuyện quá, đi ngủ đi. Dẹp mấy người đi. Mấy cô, cậu lại muốn gì đây? Tại sao mấy cụ lại khóa cửa phòng vậy? Tôi không muốn cậu bò vô thôi. Cậu vô bằng cách nào vậy? Xuyên tường đó. Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ kỹ là được rồi. Quay về phòng ngủ đi ha. Cậu đối xử tôi như vậy đó hả? Cậu đừng có đè lên người tôi nữa có được không? Tôi đối xử tốt với cậu, chuyện vui buồn gì cũng chia sẻ với cậu. Cậu nghe nè, tôi sắp sửa làm chú rể rồi đó. Hả? Cậu đã quyết định làm đám cưới với Lý Đồng rồi sao? Tôi còn ngại gì nữa. Vì yêu mà phải hiến dâng, yêu là bao dung. Tôi yêu Lý Đồng, tôi chấp nhận tất cả vì yêu. Yêu rồi, ngủ ngon, tạm biệt. Tôi như nhà uống ly chúc mừng tôi chứ. Du duyên như cậu không ai thèm cưới làm chồng đâu. Đúng rồi, chắc vì Lý Đồng chịu lấy tôi. Khùng quá đi, đừng như vậy đã mất tự tin như vậy mà. Tôi biết, tôi biết. Tôi chúc cậu mọi việc thành công. Trở về phòng ngủ đi. Nè, mấy cô à. Cậu lại muốn hỏi tôi cưới theo kiểu Tây hay là kiểu ta, có phải không? Tri kỷ, đúng là tri kỷ. Đúng là tôi muốn hỏi cậu điều đó đó. Vấn đề này chưa hẳn là vấn đề đâu hả? Tất cả mọi chuyện cần phải chờ Lý Đồng quyết định cái đã. Nhắm mắt ngủ đi có được không? Trả lời tôi đi. Anh bày trò gì vậy? J,
Sao thắp đèn cày? Làm như cúp điện thiệt vậy đó. Loại nhạc đang nghe có mang phong cách lãng mạn không? Anh thích lắm hả? Em lại đây ngồi với anh. Sao giọng của anh lạ vậy? Bị bệnh hả? Uống chút rượu trước đi. Ừ. Càng ly. Chuyện anh làm gì? Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Anh cảm thấy đã tới lúc nói với em điều này. Được thôi. Được gì? Em hứa với anh mà. Sao em biết anh muốn nói gì? Có phải là anh muốn hỏi cưới em không? Bộ dễ đoán vậy hả? Chứ bây giờ anh có muốn cưới em hay không? Em nói rồi mà, chỉ sợ anh nuốt lời thôi. Cũng may là không. Mình quen nhau bấy lâu nay, đã dự trù có ngày hôm nay rồi mà, cần gì phải bày cho tốn kém như vậy chứ. Em làm gì vậy? Chuyện gì cứ nói thẳng ra, đừng có làm vậy mà, cứ làm lì hoài à. Giờ mới biết anh đó, em chỉ mới hứa làm vợ của anh thôi, chưa gì đã ăn hiếp em rồi. Anh ăn hiếp em hồi nào? Căn phòng đó kế bên nhà bếp, có ai lấy làm phòng ngủ bao giờ? Xin chào. Có đồ ăn chào. Sáng rồi nha. Em giàu tốt kìa. Cậu ăn hôm nay đi. Hai người vẫn bình thường chứ? Mấy anh nghe tôi hỏi nè, thông thường nhà người ta căn phòng nào rộng nhất đa số đều làm phòng ngủ có phải không? Chuyện đó không nhất định, còn phải dựa vào cách trang trí nhà ra sao đã. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà hai người ồn ào nãy giờ hả? Dạ. Bộ chưa dàn xếp xong nữa hả? Tôi không thể nào chấp nhận được phòng để sách lại rộng hơn phòng ngủ. Có rộng hơn bao nhiêu đâu. Em đã để phòng lớn thứ hai cho anh để sách rồi, đừng quá đáng như vậy được do đời tiên chứ. Không phải đâu, theo tôi phải dành riêng một phòng cho Ben đọc sách, tại Ben không muốn nửa đêm khiến cô tỉnh giấc. Chỉ là cái cớ thôi, phòng đọc sách gì mà rộng như vậy? Như ở đây nè, có phòng đọc sách đâu chứ. Gây để làm cái gì chứ, mệt ghê. Sớm muộn gì Ben cũng phải nhường cho cô thôi. Tôi không cần ảnh nhường tôi. Tôi chỉ muốn biết một lý do thôi. Nè, hình như người không biết điều là cô đó. Ê, nè, bạn dâu à. Nè, bạn dâu. Nè, chị. Bạn dâu. Tại anh đó. Gì tại tôi chứ? Nè, mời cô uống nước. Bộ chuyện nhỏ như vậy mà hai người cũng gây được sao? Không liên quan tới anh, tất nhiên anh cho là chuyện nhỏ rồi. Ê, thật ra phòng đọc sách rộng hơn phòng ngủ có sao đâu. Phòng đọc sách là chỉ để làm việc, phòng ngủ là để nghỉ ngơi. Nếu phòng đọc sách tượng trưng cho sự nghiệp thì phòng ngủ chính là tình cảm mà Ben dành cho tôi rồi. Trời, như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Bộ không phải sao? Bây giờ Ben đòi lấy phòng rộng nhất làm phòng đọc sách, vậy tức là coi sự nghiệp quan trọng hơn tôi rồi, không phải sao? Anh cười cái gì vậy? Đàn ông không có suy nghĩ như cô tưởng đâu. Không hiểu. Nè, bây giờ nếu ảnh chiều cô, quyết định lấy căn phòng rộng nhất ra làm phòng ngủ như là cô muốn, thì không còn gì để nói nữa chứ gì. Tất nhiên là vậy rồi, còn nói gì nữa. Nhưng đây không phải muốn hay là không muốn. Người đàn ông không bao giờ nghĩ như vậy đâu, cô có hiểu không? Cũng không bao giờ nghĩ vì mấy chuyện nhỏ này mà nghi ngờ tình cảm của bạn gái dành cho mình. Chỉ có mấy cô rảnh rỗi mới có thời gian nghĩ chuyện đơn giản thành phức tạp thôi. Ờ, bộ ảnh không chịu ý tôi được sao? Nè, cô đã nói cái suy nghĩ hoang đường của mình ra cho ảnh nghe chưa vậy? Có thì sao, không có thì sao? Tôi nghĩ nếu có thì ảnh không dành với cô nữa đâu. Phải rồi. Ê, khi người đàn ông đã quyết định làm đám cưới với mình rồi, có nghĩa là họ đã hết lòng với mình, đâu còn quan tâm là phòng sách rộng hay là phòng ngủ rộng nữa chứ, phải không? Làm ơn cô ngoan một chút đi cô bé. Ủa, em lên hồi nào vậy? Sao không gọi cho anh? Bữa nay em cũng rảnh nên tới coi anh làm việc ra sao, cũng muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. Tìm anh có chuyện gì? Em nói là sáng nay đi chọn màn cửa sổ mà. Vấn đề của hai đứa mình vẫn chưa giải quyết xong, chưa đến lúc phải may màn cửa sổ đâu. Vì vấn đề gì? Vấn đề phòng ngủ với phòng sách đó. Trời ơi, vậy mà làm anh hết hồn. Em đã nghĩ kỹ rồi, em nghe lời anh, nhường căn phòng rộng nhất cho anh làm phòng đọc sách. Thật sao? Thấy em chiều anh chưa?
Thấy em chiều anh lắm rồi, thực sự anh đâu có muốn đòi hỏi gì nữa. Anh tính chiều theo ý em, nhưng mà nếu như em chiều theo anh thì thôi cũng được. Anh kỳ thiệt đó nha. Gì nữa đi? Sao không nói sớm với em chứ, để người ta suy nghĩ mệt muốn chết luôn à. Mệt lắm hả? Chứ sao nữa. Nè, còn những chuyện khác anh không được xen vào, để em quyết hết đó nha. Rồi, muốn cái gì cũng được hết. Sao lại cũng được? Bộ anh quan ức lắm hả? Biết rồi, biết em giỏi lắm rồi. Chứ sao nữa? Em là bà chủ luôn, chịu không? Không biết đâu đó, phải cho em nắm quyền đó nha. Làm ơn cho chai bia. Dạ được. Nè, có uống bia hả? Có gì không? Sắp làm đám cưới rồi, dựng lấy nước da cho đẹp. Sao, cô còn nghĩ tới chuyện phòng sách với phòng ngủ rộng nữa hay không đây? Không đâu, tôi đã nghe lời anh nói nhiều một bước rồi. Biết nghe lời đó. Thì ra Ben cũng tính chiều theo ý tôi đó. Hey, đàn ông là như vậy mà, đôi khi cũng lúc này lúc khác. Ben thì không bao giờ đâu. Tại tôi nói trước với Ben, nói là anh muốn làm gì thì làm, xong rồi anh mới nói với tôi. Lẽ ra anh muốn nói với em từ lâu rồi. Bộ có gì không ổn sao? Tất nhiên là có rồi. Bây giờ tôi nhượng bộ, sau này anh biết tính tôi dễ chịu, thừa cơ ăn hiếp tôi thì sao đây? Chuyện nhỏ thôi mà, không đáng để bực đâu. Tôi thấy cô là chuyên gia đi kiếm chuyện không à. Nghe lời anh, tôi đi đổi nước ngọt đây. Nè, anh tìm ai vậy? Gặp người quen hả? Anh đang suy nghĩ gì vậy? Hồi nãy anh gặp ai hả? Đừng có nhiều chuyện mà. Bạn gái trước đây phải không? Tôi sợ kể ra làm cô hoảng sợ thôi. Mắc gì phải sợ chứ, nói đi. Có lần nào tôi kể cho cô nghe về cuộc sống của tôi khi chưa làm cảnh sát hay chưa? Có gây cấn như trong phim hay không? Cũng hơi hơi. Chà. Lần đó cả đám tụi tôi đều không biết chết là gì, theo đàn anh đi chiếm địa bàn. Ai ngờ đối phương thủ sẵn đồ chơi, nói chưa được vài câu thì đã đụng trận rồi. Sau đó thì sao? Tất nhiên là bỏ chạy, nhưng mà cũng bị hai thằng đuổi theo kịp. Tới đường cùng buộc phải đánh trả thôi. Một mình anh đánh cả đám hả? Ngạc nhiên phải không? Tôi chống trả. Lần đó một mình tôi hạ hết nguyên băng luôn. Giỏi thiệt nha. Sau vụ đó tụi nó thù tôi luôn. Tụi nó thề là sẽ lấy máu của tôi. Ôi trời, bọn người đó là ai vậy? Không có nghĩa khí gì hết. Thì là vậy đó. Rồi có một đêm tôi bị tụi nó đánh hội đồng. Lúc đó có một người lạ mặt xông tới cứu tôi. Nếu như không có anh ấy thì tôi đã chết từ lâu rồi. Người mà anh vừa gặp chính là người đó hả? Cũng còn may đại ca của tôi lúc đó đứng ra dàn xếp dùm. Sao gặp người ta anh không có lời chào hỏi nào hết vậy? Thân phận của hai bên khác nhau mà. Lúc đó nếu không vì tôi thì người này sẽ không bị cảnh sát truy nã, cũng không cần phải bỏ trốn sang Đài Loan. Bộ anh muốn bắt người đó hả? Do tình thế thôi, tại ảnh thực hiện mấy vụ buôn lậu. Người này sang Đài Loan lâu chưa? Cũng 5-6 năm rồi. Anh có biết lần này anh ta về đây có chuyện gì không? Hy vọng là đừng dính vào chuyện phi pháp. Chào sếp. Có chuyện gì? Có người phát hiện xác chết ở tại bến tàu, sau đó điều tra mới biết người này trước đây là người của băng Hồng Tấn xã. Tên là gì vậy? Tên là Chu Thủ An. Sếp muốn biết điều gì nữa không? Chết ra sao? Bị đập mạnh vào đầu. Chuyển qua để tôi điều tra. Sếp à, tôi nghe nói trước đây sếp thường tiếp xúc với Hồng Tấn xã có phải không? Chuyện đó cách đây lâu rồi. Tôi vừa nghe được tin Diệp Vĩnh Thái vừa từ bên Đài Loan về,
Nghe kể cũng là anh em trước đây của sếp. Vậy thì sao? Sếp à, nếu có hẹn đi ăn uống, từ chối được thì cứ từ chối đi. Hắn đã đi khỏi đây bao nhiêu năm rồi, lần này về chắc phải có nhiệm vụ đó. Tôi biết anh muốn nói gì. Được rồi, nếu như anh cũng nhận được tin thì điểm ô cũng hành động rồi. Tôi không sao đâu, yên tâm đi. Không còn chuyện gì á, tôi xin phép ra ngoài nha. Anh sang đây thăm bà ngoại của Gia Bèo à? Cậu sang đây để thăm bà cụ hay để gặp tôi vậy? Gia Bèo đã sang Đài Loan bao nhiêu năm nay, người nói nhớ nhất đó là bà ngoại. Bây giờ nó không còn nữa, tôi tới đây để thăm bà cụ. Lần đó tôi bị đuổi giết, anh đã dẫn tôi tới đây để lẩn trốn. Bà cụ thật hiền lành. Bà cụ đã qua đời vào tuần trước rồi. Nghe nói sau khi tôi đi khỏi, cậu đã lên chức. Công việc ổn không? Vẫn còn giận tôi à? Mắc gì phải giận cậu chứ. Chuyện lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa. Đi xa bao lâu rồi? Sao còn trở lại đây? Cậu có biết vụ quán bar Cảnh Điền bị người ta phóng hỏa vào tháng trước không? Bà chủ quán đã bị chết cháy. Có chút ấn tượng. Còn nhớ Linh không? Quán bar đó của Linh à? Hai người vẫn còn liên lạc sao? Không còn. Lần đó Linh sang Đài Loan gặp tôi từ chối không gặp. Tôi không muốn liên lụy tới cổ. Nhưng cổ vẫn ra mặt, làm xích mích với bọn Đông Hưng. Tôi chỉ trả ơn cho Linh thôi. Gia Bèo bị bọn Đông Hưng hại cũng là vì vụ này sao? Tốt hơn là cậu không nên biết nhiều. Những câu nói cũ, nếu như anh phạm pháp, tôi dựng thẳng tay. Thôi, tạm biệt. Mình không cùng đường, tôi không cho cậu quá gian được. Cảm ơn, tôi có đi xe, không làm phiền anh. Mời vào. Chào sếp. Sao rồi? Vừa nhận được tin, sáng nay trong lúc anh em đi tuần tra đã gặp được Diệp Vĩnh Thái. Thấy cảnh sát hắn liền chạy, cảnh sát buộc phải nổ súng, nhưng hắn đã trốn thoát rồi. Bên điểm ô đã lập phương án chưa? Lập rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy hắn ta. Bây giờ bên điểm ô đã cử người bám sát băng Đông Hưng. Thay vì đoán của họ, rất có thể Diệp Vĩnh Thái lần này về là để đụng với băng Đông Hưng. Tại vì băng Đông Hưng đã ra tay càn quét anh em của hắn ta. Dù hắn nghĩa khí nhưng vẫn là phạm pháp. Sếp à, trước khi muốn giúp bạn bè cần phải suy nghĩ thiệt hơn đó. Thật ra anh muốn nói gì? Bây giờ điểm ô đang truy lùng hắn ta, người nào giúp hắn cũng sẽ không thoát khỏi liên quan đâu. Tôi hiểu mà. Tôi xin phép ra ngoài. Xin hỏi anh đi mấy người? Nè anh à, chú Điền có ở trong quán không? Anh là ai mà muốn gặp chú Điền? Đưa cái này cho chú Điền, chú sẽ biết tôi là ai. À, chú Điền mời anh vào trong. Ừ, cảm ơn. Mời vào. À, Hưng Kiệt hả? Chú Điền vẫn còn nhớ tôi à? Làm sao mà tôi dám quên chú Điền chứ, phải không? Ừ. Đã bao lâu rồi mình không có gặp nhau? Đâu có quan trọng, quan trọng là vẫn nhớ tới chú. À,
Nghe nói cậu bây giờ đã làm sếp lớn rồi, phải gì không? Cơm ngày hai bữa thôi. Lần đầu tiên cậu với Vĩnh Thái tới quan tù, nhìn cậu kính trên nhường dưới, tôi đã biết cậu sau này có hậu rồi. Nếu không biết kính trên nhường dưới thì chú đâu có mang lợi nhuận tới cho đàn em mình chứ. Tôi còn nhớ trước mặt hai cậu ra vẻ lắm kìa. Nhưng sao qua mắt được tù chứ, chỉ làm bồ rành rỏi vậy thôi. Hồi đó hai cậu xuất thân đều là cô nhi, dễ thương ở chỗ cứ tới Tết hay là dỗ đều mang rượu thịt tới để chú cháu cùng chung vui, nghĩ cũng được. Nhưng sau khi bể chuyện rồi, mỗi người một nơi, không có gặp nữa. Chú Điền à? Hả? Thái có ghé đây phải không? Tôi biết anh sẽ tới đây thăm chú Điền mà. Sao? Ngồi chơi đi. Nè, uống chút rượu nè. Được, uống chút đi. Nè. Mời anh. Mời. Cơ hội này khó khăn lắm mới có. Cạn hết đi. Dạ, được. Rồi xong đó, hai cậu từ từ nói chuyện ha. Anh có biết là bây giờ Điềm Ô với Ban Đông Hưng đang lùng bắt anh không? Trước khi về đây tôi đã lường trước rồi. Muốn tránh né họ cũng không phải là không có cách đâu. Đi đi, có dịp tôi sẽ sang Đài Loan cùng uống với anh. Làm xong rồi tôi qua bển chờ cậu. Tình hình bây giờ khác trước rồi. Chuyện anh muốn làm, Điềm Ô cũng đang làm. Cần gì anh ra tay nữa? Sao cứ đuổi tôi về hoài vậy? Tôi thấy hình như là không được công bằng. Nghe lời tôi đi. Sẽ có người sắp xếp vé tàu cho anh về Đài Loan. Uống đi. Đồng ý chứ. Đống sách này tôi không cần nữa. Nếu thích thì anh cứ lấy mà đọc. Không ngờ cô là con mọt sách. Muốn nói gì đây? Người thích đọc sách lẽ ra phải biết suy nghĩ. Ý anh nói tôi không biết nghĩ hả? Thôi xin lỗi, cô rất biết suy nghĩ vậy được chưa? Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ nè. Nói đi. Anh có thể làm chủ hôn giùm tôi được không? Được, không thôi cô lại trách nữa. Hay quá. Sắp làm vợ người ta rồi, đừng có giống như con nít nữa được không? Bộ tôi giống con nít lắm hả? Đừng ngại nha. Tôi cảm thấy cô thích cuộc sống sau ngày đám cưới hơn là ngày cưới đó. Bộ có gì không ổn sao? Hiểu ý tôi muốn nói cái gì không? Hiểu chứ sao không? Thôi được, vậy cô nói cho tôi nghe. Tại sao cô lại đồng ý đám cưới? Phải nói sao đây? Là do quan hệ tình cảm hai bên thân thiết tới nỗi có thể sống chung với nhau. Đám cưới là để tôn trọng đối phương. Hai bên đều có thành ý và có lòng tin. Đúng không? Đúng. Tôi cũng nghĩ như vậy đó, nhưng mà tôi không biết cách biểu lộ thôi. Lẽ ra cô phải nghĩ tới chuyện này. Tối nay thấy anh có vẻ không được tự nhiên. Vậy sao? Có chịu nói ra không? À, hay là tìm quán nào ăn chút gì đi. Bình Hoành Thánh nha. Lại là cử ký hả? Chuyện gì vậy? Cho tôi mượn điện thoại đi. Alo chú Điền. Kiệt đây. Thái có trong quán của chú không? Chú cầm chân nó lại đi, tôi lập tức tới liền. Vậy đi. Tôi có chuyện phải đi ngay. Nói là đi ăn mì mà sao lại bỏ đi chứ? Mày mối tôi nói cho cô nghe. Vậy còn tôi? Được rồi, cô tới cụ ký chờ tôi. Nửa tiếng nữa tôi tới đó tìm cô được không? Này nhớ tới đó nha. Được rồi.
chị. Coi như là tôi không nhìn thấy gì. Cậu không nên gây khó dễ cho chú Điền. Cậu nhờ chú Điền cầm chân tôi, nhưng nếu tôi muốn đi thì không ai cản được. Trước khi anh quyết định chuyện này, có nghĩ tới hậu quả của nó chưa? Hôm nay tôi không làm việc này, tôi sẽ ân hận suốt đời. Nhưng mà sau khi hoàn thành sứ mệnh của anh, lúc đó muốn chuồn cũng khó lắm. Tóm lại tôi muốn đi thì không ai có thể cản được tôi. Vậy thì tôi không nói nữa. Bảo trọng nha. Alo, họ Lý, tôi muốn biết chủ máy trả lời máy chưa? Phải, nhắn giùm là tôi đã chờ nãy giờ, hỏi chủ máy bao giờ mới tới. Chưa trả lời hả? Làm ơn nhắn tiếp giùm tôi nha. Cảm ơn. Alo, hãy cho tôi biết là địa chỉ ở đâu đi. Khi mà Vĩnh Thái nó quyết định gì rồi thì không ai ngăn cản được. Sao hôm nay quán vắng quá vậy? Ngày thường đâu có như vậy. Tối nay không hiểu tại sao nữa. Thôi, tôi về trước. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Được. Kiệt à, cậu chạy cửa sau đi. Giờ này chạy vẫn còn kịp. Anh đi trước đi. Mau lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Hả? Cô tới đây làm gì vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Đừng có hỏi nhiều nữa, ông đi khỏi đây đi. Đi. Là bạn Đông Hưng đó. Thấy đi chưa chú? Đi đâu? Bây giờ phải tính sao đây? Hả? Cô gọi cảnh sát giùm tôi đi. Anh có quen Diệp Vĩnh Thái không? Có quen. Quen trong trường hợp nào? Vì công việc cho nên đã từng làm quen. Nhưng mà là chuyện trước đây. Anh có biết chúng tôi đang theo dõi người này không? Có biết. Lý do nào anh lại có mặt ở đó? Là tôi tới đó nghe nhạc uống rượu để bị cuốn vào thôi. Anh có biết là hắn đối nghịch với băng Đông Hưng hay không? Chuyện này không liên quan tới tôi. Sếp Kiệt, chúng tôi chỉ hỏi là họ có đối nghịch với nhau hay là không. Chắc có. Tôi ra ngoài một lát. Lúc đó xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Lúc đó tôi thấy bốn người cầm súng vào quán, chỉ vào mọi người. Tôi đã trình thẻ cho biết mình là cảnh sát, nhưng mà họ vẫn bất chấp, rồi đã tập kích tôi. Do tình thế bắt buộc phải tự vệ nên tôi bắn trả. Anh có biết Diệp Vĩnh Thái có súng hay không? Không biết. Anh có biết tại sao băng Đông Hưng lại có mặt ở hiện trường đó hay không? Không biết. Sếp à, người mà bị sếp bắn cấp cứu không kịp vừa mới chết rồi. Thật sự tôi không biết gì mà. Hai anh đi hỏi người khác đi. Tôi không trả lời được đâu. Cô Đồng à, tốt hơn hết là cô hợp tác với chúng tôi. Vấn đề đơn giản thôi. Lý do gì mà cô có mặt tại hiện trường? Tôi đã nói tôi quen Từ Dĩ Kiệt. Tôi biết ảnh tới quán đó nên tôi tới tìm thôi. Cô có biết Từ Dĩ Kiệt có mặt tại hiện trường vụ án để làm gì không? Tôi không biết đâu. Anh đi hỏi ảnh đi. Anh sẽ trả lời rõ ràng hơn. Cô cứ kể lại trong lúc xảy ra vụ án cô đã nhìn thấy gì. Lúc tôi bước vào quán nghe có tiếng ồn ào, tiếng nổ nữa, giống như là tiếng pháo vậy. Rồi tôi mới nhìn thấy Từ Dĩ Kiệt bước ra. Sau đó tôi gọi điện báo cảnh sát. Lúc đó cô có thấy Diệp Vĩnh Thái ở đâu không? Tôi không nhìn thấy. Cô có biết Diệp Vĩnh Thái là ai không? Tôi không biết cho nên mới nói là không nhìn thấy. Sau khi tiếng nổ gần hẳn, cô mới có mặt tại hiện trường hả?
Nếu tiếng nổ đó là tiếng súng thì... Vậy thì phải rồi. Phải đó. Cô Đồng à, cô có thể về được rồi. Tôi muốn chờ Từ Dĩ Kiệt. À, tùy cô thôi. Chừng nào mới hỏi xong gì? À, không biết nữa. Cô cứ ngồi ngoài này chờ đi. Ừ, được. À, có chuyện gì? Tôi là luật sư Di Tài Xuân, làm ơn cho tôi gặp cô Lý Đồng. Anh Xuân. Cảm ơn nhiều. Em không sao chứ? Em không sao, nhưng anh Kiệt vẫn còn ở trong đó. Anh mau nghĩ cách giúp cho ảnh đi. Đầu đuôi câu chuyện là sao? Em đã kể hết cho anh nghe trong điện thoại rồi mà. Hồi nãy em vừa nói vừa rung, anh đâu có nghe được gì đâu. Làm phiền anh. Tôi là luật sư biện hộ cho Từ Dĩ Kiệt. Tôi muốn biết thân chủ của tội phạm tội gì. Tại phố Bổn Lan, anh Kiệt đã nổ súng bắn chết người. Bây giờ đang giúp chúng tôi điều tra. Tôi muốn bảo lãnh thân chủ tôi. Tạm thời thì không có vấn đề gì. Khi nào cần chúng tôi sẽ mời anh lên đây giúp chúng tôi điều tra. Tôi biết rồi. Chết rồi. Nếu như lời khai của tôi không ăn khớp với anh thì có phiền phức gì không? Cô cứ nói đúng sự thật là được rồi. Họ đã hỏi gì anh vậy? Nếu như bị người ta kiện thì anh sẽ làm gì đây? Anh Kiệt là cảnh sát. Chuyện này anh rành hơn em nhiều đó. Phải ha. Vụ này là bắn hạ một thằng. Chúng không để yên cho anh đâu. Nếu như cần tôi giúp đỡ gì, cái gì lên tiếng. Phải rồi, anh cứ nói nha. Tôi biết rồi, cảm ơn anh trước. Có cái gì đâu, chỗ quen biết mà cảm ơn gì. Phải rồi, phải rồi. Thôi, tạm biệt nha. Anh đi đâu, sẵn xe cho quá giang nè. Thôi khỏi, đâu được có taxi mà. Bộ anh chơi xe tôi nhỏ hả? Tôi sợ làm phiền hai người thôi, tạm biệt. Tạm biệt. Anh sợ gió đó, thôi mình về. Mời vào. Có việc làm đây, dù gì vậy? Từ Tử Kiệt đổ súng bắn chết người, sở luật chính sắp sửa mở phiên tòa để xử. Không thành vấn đề, nhưng Từ Dĩ Kiệt thì lại có vấn đề đó. Thì mình cũng phải làm việc thôi. Sao hả, đã quen với Tần Xuất làm việc chưa? Tôi thì luôn luôn đối đầu với công việc, không thì làm sao dám quay lại kia chứ. Vậy có rảnh đi ăn trưa với tôi không? Tôi không ăn đâu, không ai đi ăn với cô hả? Cô nói gì vậy? Cô nghĩ tôi muốn nói gì? Tôi nghĩ là cô không có gì để nói hết đó. Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói đó. Có điều tôi không muốn nghe. Tôi chỉ muốn nói với anh Khang thôi. Nè, không được nhắc tới ảnh đó. Jenny, chào em. Mai mà anh còn nhớ em thường chạy bộ buổi sáng, không thì khó mà gặp. Thật ra mình có thể làm lại từ đầu không vậy? Có những điều không thể nói làm lại được đâu anh à. Thực sự là không được mà. Sao lại không được chứ? Chỉ là em có đồng ý cho anh cơ hội hay không thôi. Em nói thật nha. Cứ gặp anh là em đã nhớ tới chuyện không vui trước đây. Cho nên tới giờ em vẫn chưa quên được. Thật ra có những chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu. Có phải muốn nói cách suy nghĩ của anh còn rất ngây thơ phải không? Em nghĩ tụi mình không thể tiếp tục nữa. Coi như anh vì em đi. Đừng để em phải nhớ lại những chuyện buồn trước đây nữa. Nếu như làm được thì từ nay về sau mình còn có thể là bạn của nhau. Cà phê. Ừ. Quy à, nghe nói hồi sáng cậu chạy bộ sớm có phải không? Vậy thì sao? Có hẹn Jenny đi ăn sáng không vậy? Không có liên quan gì cậu. Sao rồi, đã ổn chưa? Nếu tôi nói hồi sáng Jenny không thèm ngó tôi thì cậu có mát ruột không? Phụ nữ vốn là như vậy mà. Nè, cậu phải tỏ rõ thành ý, chạy thêm vài vòng mới cảm động được người ta chứ. Chuyện đó cần gì cậu giải? Cậu nghe lời của tôi đi mà. Nếu biết ngày mai trời mưa thì đừng có cầm theo dù. Sáng sớm đứng ở dưới nhà chờ cổ hả? Cổ thấy cậu đứng giữa trời mưa, ôi trời ơi, sẽ cảm động mà bật khóc luôn. À, trời. Đi phỏng hả? À, không, không có, không phải. Phụ nữ rất dễ mũi lòng. Đồ điên, lo làm việc trước đi. Này nhớ nha, đừng có mang dù nữa. Cứ để ướt như chuột lột, càng ướt càng tốt. Mời vào. Sở luật chính đã có kết quả. Nhìn vẻ mặt của cô tôi biết đã có kết quả rồi. Giết người không có lý do, tôi nghĩ lần này sẽ mệt cho Từ Dĩ Kiệt. Theo tôi nghĩ đây là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
đọc lại lời khai của nhân chứng, rõ ràng đủ chứng cứ thưa ảnh về tội giết người. Cứ chờ hội đồng xét xử coi sao. Qua của anh chàng nào vậy? Khang hả? Khang không làm chuyện này đâu mà. Vậy là ai đây? Đừng có xen vào chuyện của người ta. Anh bạn này có hy vọng hay không? Người ta tặng quà là chuyện của người ta, chấp nhận hay không lại là chuyện khác mà, có phải không? Tôi nghĩ cũng nên dành cơ hội cho mình chứ. Tạm thời thì chưa. Chào sếp. À, có chuyện gì? Mọi người ai cũng lo cho sếp. Sếp có rảnh đi ăn tối nay với mọi người hay không vậy? Bộ không có việc làm mà. Làm việc cũng phải ăn chứ. Thôi được. Bây giờ bên sở luật chính đã cho biết kết quả rồi, sếp có bị làm sao không? Sếp là vừa mới chỉ đạo xong, tôi tạm thời ngưng công tác, chờ bên điểm ô điều tra rồi tính tiếp. Thật không ngờ lại có chuyện đáng tiếc xảy ra như vậy. Hơi đâu mà lo, tôi giữ vững lập trường của mình. Ý sếp là gì? Không hổ thẹn. Sao đây, không phải nói mời tôi ăn cơm sao? Mình đi thôi. Nghe nói sếp mời mà. Nếu chút nữa anh có thể gạt được Lina về nhà tăng hai, tôi sẽ khao. Sếp nhớ nghe. Nhớ chứ. Sao gọi hoài không ra mở cửa vậy? Đang thay đồ này không thấy sao? Nghe sếp Bân nói là anh bị đình chức rồi hả? Sao lại như vậy chứ? Chuyện bình thường thôi. Bị ngưng công tác mà còn nói bình thường. Tôi không cảm thấy có cái gì to tát hết. Ngược lại có thời gian nghỉ ngơi như vậy cũng tốt mà. Họ đình chỉ công tác của anh tức là không tin tưởng anh rồi. Hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn. Anh có dự tính gì chưa? Tính cái gì bây giờ? Có muốn tìm việc khác hay không? Tôi thật sự bắt đầu không hiểu nổi. Không hiểu cái gì? Không hiểu sao có người chịu cưới cô. Trước cô về nhà, so với bà má ở nhà thì có khác gì đâu. Còn nói giỡn được nữa, coi như không sao hả? Đi. Đi đâu? Đi uống nước. Nè. Thanh tra Từ Dĩ Kiệt, anh đã bị tình nghi là hung thủ giết một người đàn ông tại quán karaoke. Anh có quyền không nói, nhưng những gì anh nói sẽ làm bằng chứng trước tòa. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Không sao đâu. Để tôi gọi cho anh Xuân. Anh nhớ bình tĩnh nha. Đi theo tôi. Phù phù trầm trầm lưỡi thai tô lâu quá nhà cực như này châu cả sẽ suy duyên phần xin ngó xong gọi trình nhận vô vô thô thô lưỡi giả hơi hấp hầu biết phần lệnh ngô đi chân hát ngầm như lầm một giật buôn bề khoáng cây xuyên nói chế dâm si tình nguyện si một khó nào khó xích rồi trông nhưng si phát sao nhưng nhìn si phát sao đó hát quân địch ngồi phiêu san si phút.